Thông tin sai sự thật gây mất đoàn kết dân tộc, báo Tuổi trẻ online bị đình bản 3 tháng, phạt 200 triệu. Vui mừng thông báo tới các anh chị, báo Tuổi trẻ online đã bị phạt 200 triệu đồng, đình bản 3 tháng, buộc phải cải chính, xin lỗi công khai, do thông tin sai sự thật gây mất đoàn kết dân tộc. Với hai lỗi vi phạm là thông tin sai sự thật và gây mất đoàn kết dân tộc. Báo tuổi trẻ online bị phạt tiền 220 triệu đồng, buộc phải cải chính, xin lỗi đối với thông tin đã đăng tải và bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động 3 tháng. Ngày 17 tháng ngày 16 tháng 7 năm 2018, cục trưởng cục báo chí Lưu Đình Phúc ký quyết định số 140 về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với báo tuổi trẻ online. Theo đó, báo tuổi trẻ online đã có hành vi thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng trong bài viết. Chủ tịch nước đồng ý cần ban hành luật biểu tình đăng trên báo ngày hôm 19 tháng 6 năm 2018. Trong đó có nội dung tiếp xúc cử tri với vai trò là đại biểu quốc hội của thành phố Hồ Chí Minh, chủ tịch nước Trần Đại Quang nói ông đồng tình với kiến nghị của cử tri cần có luật biểu tình và hứa có báo cáo với quốc hội về nội dung này. Thực tế, khi tiếp xúc cử tri, Tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 19 tháng 6 năm 2018, Chủ tịch nước Trần Đại Quang không phát biểu như nội dung thông tin mà báo Thời trẻ đã đăng tải nêu trên. Theo quy định tại điểm a khoản 5 điều 8 Nghị định số 159/NDCP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản, báo Thời trẻ online bị áp dụng hình phạt tính tức xử phạt phạt tiền 50 triệu đồng, buộc cải chính xin lỗi đối với thông tin sai sự thật trước đó ngày 26 tháng 5 năm 2017. Trên báo Thủy Trẻ Online còn có thông tin gây mất đoàn kết dân tộc trong phần bình luận của bài viết Sao trong quy hoạch vẫn chưa thấy cao tốc trên miền Tây? Theo quy định tại điểm B khoảng 6 điều 8 nghị định ở số 159 NDCP ngày 12 tháng 1 2013 của chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí xuất bản hành vi này bị áp dụng áp dụng hình thức xử phạt hành chính 170 triệu đồng bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động của báo điện tử do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho báo tuổi trẻ trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực. Bên cạnh đó, báo tuổi trẻ online buộc phải cải chính xin lỗi đối với những thông tin gây bất đoàn kết dân tộc. Như vậy, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính đối với báo tuổi trẻ online là 220 triệu đồng. Trước đó, trong cuộc họp giao ban báo chí vào sáng ngày 10 tháng 7 năm 2018, tại Hà Nội của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo. Một số tờ báo đã bị nhắc nhở vì viết bài ca ngợi chùm ma túy lóng luông, mỉa mai, soi mói đời tư công dân trong vụ vợ 61 lấy chồng 26 tuổi. Cảnh cáo một số tờ báo đăng tin lấp lửng kích động vụ cuốn sách gạc ma vòng tròn bất tử. Cũng tại cuộc họp này, báo tuổi trẻ bị dư luận và ban tuyên giáo, bộ thông tin truyền thông cho là có nhiều vi phạm nhất, đặc biệt là những thông tin bị bóp méo về lời nói của chủ tịch nước Trần Đại Quang khi tiếp xúc với cử tri thành phố Hồ Chí Minh và bài ba đặc khu cần trả lời ba câu hỏi của giáo sư Trần Văn Thọ, Đại học Waseda, Tokyo. Báo Tuổi trẻ cũng bị cảnh báo vì không kiểm soát các comment bình luận của độc giả để lọt một comment trong bài viết về đường cao tốc chống phá chính quyền nhân dân và gây chia rẽ đoàn kết dân tộc. “Báo tuổi trẻ online.” Là tờ báo dư luận bị lên án nhiều nhất vì đưa tin nhảm nhí, nhiều bài, nhiều chi tiết sai sự thật, thậm chí cổ suý cho cái ác. xin chúc mừng toàn thể nhân dân.